xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân. Cảm giác trong trên khiến bạn lạc hưởng. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy những trú rồng thường xuyên có cảm giác không chắc chắn cả về năng lực của mình lẫn việc cư xử sao cho đúng với mọi người xung quanh. Bước sang tháng đinh tỵ người tuổi thân trở nên mong manh, yếu đuối hơn bao giờ hết bạn ưu tiên cho những gì an toàn, không thích cạnh tranh vì nhận ra rằng việc này chỉ khiến cuộc sống của mình thêm mệt mỏi, căng thẳng nhưng tiền bạc cũng chẳng tăng tiến. Suy ở mệnh càng khiến cho những chú rồng có xu hướng an phận, thiếu đi sự quyết tâm trong công việc. Có thể đó là nguyên nhân khiến cho nhiều người bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vì cho rằng mình cố gắng cũng chẳng ít gì có thể thấy với tình hình tài chính đang đi xuống thì công việc bắp bên, thậm chí nhiều người làm kinh doanh không có khách hàng mới, khách hàng cũ thì cử trì hoãn không muốn trả tiền. Để tránh việc lạc hưởng thì lời khuyên dành cho những chú rồng vào thời gian này đó là dành thời gian để đọc sách, học thêm các kỹ năng mới để cải thiện bản thân. Khi bạn nâng cấp bản thân thì cơ hội mới mới mở ra cho bạn. Trong khi chuyện sự nghiệp có phần trở lại, thi bù lại thái dương các tinh mang lại những mối quan hệ tốt đẹp cải thiện cuộc sống tẻ nhạt của bản mệnh. Tình cảm vợ chồng thời gian này cũng có nhiều cải thiện khi bạn tỏ ra trân trọng những gì người ấy làm cho mình. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1 luận về phương diện sự nghiệp. Tháng tư âm lịch cho thấy phương diện công danh sự nghiệp của con giáp này tuy chưa có gì gọi là bùng nổ hay thành công ngoài mong đợi, thế nhưng hiện tại có nhiều khởi sắc tiến triển tốt hơn so với tháng trước. Nhìn chung bản mệnh đã có nỗ lực và kết quả công việc đã có thay đổi. Có thể cách thức của bạn không đủ nhanh như người khác, nhưng bạn cảm thấy hài lòng với cách mình đã làm. Thế nên, nếu ai đó có chỉ trích hay chê bai hoặc mang bạn ra so sánh thì cũng đừng buồn nhẽ. May mắn là có sao thải dương các tinh phù trợ nên có những khó khăn của người tuổi thân trong tháng mới cũng lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự ổn định, cân bằng mà bạn mong muốn. Càng về cuối tháng sẽ càng bớt đi sự trong trên, tìm được hướng đi, hướng phát triển cho lĩnh vực của mình mà không bị phụ thuộc vào vào wow, ngoại cảnh. 2. Luận về phương diện tài chính Tử vi tháng tư âm lịch cho thấy tình hình tài chính của con dấp này có thể gây mất mát cho bản mệnh bất cứ lúc nào do cỏ thường quan tác động do đó người tuổi thân không được lơ là hay chỗ quen mỗi khi đi ra đường nên hạn chế việc mang theo quá nhiều tiền mặt nên ưu tiên để tiền trong thẻ Ngoài ra đừng lựa chọn trang phục đắt tiền kẹo gây chú ý với kẻ gian. Đừng để công sức của bạn để dành tiền suốt thời gian vừa qua chỉ là một chút bất cẩn mà mất hết. Nếu có thể thì nên đơn giản trong mọi việc để đảm bảo an toàn cho mình. Ngoài ra vì tiền bạc chưa gia tăng được như mong muốn thì cũng hạn chế việc mua sắm, kể cả mua những món đồ rẻ hay giảm giá nếu bạn mua nhiều sẽ ngổ một khoản tiền lớn để nhé. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Thẳng đinh tị này, ngũ hành tương sinh mang lại vận may về tình cảm cho những chú rồng. Có thể là người độc thân thoát ra được những rắc rối trong mỗi quan hệ cũ. Bạn vui vẻ làm quen gặp gỡ thêm những người mới. Nhất là khi thiên diêu trở về đào hoa ghé thăm sẽ giúp cho nhiều người thoát được cảnh độc thân hiện tại. Tuy nhiên, có nhiều người gặp khó khăn trong việc lựa chọn bạn chưa biết ai mới thật sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, trong tháng này, những ai đang có đôi nên thận trọng, đừng để những cảm dỗ lôi kẹo khiến bạn sau này cảm thấy hối hận vì đã vô tình phá vỡ những thứ tốt đẹp nhất mà bạn đang có. 4. Luận về phương diện sức khỏe Sức khỏe của người tuổi thân vào tháng 4 âm lịch này sẽ cần lưu tâm hơn tới cơ thể. Thiên nguyệt chủ đau ốm ảnh hưởng sức khỏe liên tục xuất hiện những tình trạng bất thường bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị ngũ hoàng bài về hướng đông nam bạn mệnh cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tháng đinh tỵ này đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này ngoài ra người tuổi thân cũng nên hạn chế uống rượu bia Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn cẩm nang phượng vận cho từng tuổi thìn vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. Một Tuổi nhâm thân, sinh năm 1952, mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Đừng cố gắng tìm kiếm vận may trong thời gian này vì bạn sẽ chỉ nhận về sự thất vọng mà thôi. Quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi dân, tiểu nhân tuổi dậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2, tuổi giáp thân, sinh năm 1964. Mệnh hỏa, nam sao phân hỡn, nữ sao la hầu, khổ huyết, trở nên điểm cua trong lỗ, phải thật sự hành động bạn mới thấy khó khăn tới mức nào. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu đen, màu tím. 3, tuổi bính thân, sinh năm mươi sáu mệnh thổ nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết thận trọng hơn trong các khía cạnh liên quan tới tiền bạc kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ quý nhân phù trợ tuổi hài, tuổi giàu tiểu nhân tuổi môi, tuổi tỷ màu sắc may mắn màu hồng màu vàng bốn tuổi mậu thìn sinh năm 1988 mệnh mộc nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết sự ổn định nên là điều mà bạn nên hướng tới trong tháng tinh tỵ nhỡ đọc sách nhiều hơn. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. Năm tuổi canh thìn, sinh năm 2000 mệnh kim, nam sao phần hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Học cách tìm niềm vui trong các sở thích cá nhân, nếu có thể nên kiên trì kiểm tiền từ đó. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi hại, tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng.